Xin chào anh em khán giả TNT đều biết, Gà Rán và nhà làm game ở mùa chiến này rất là siêng cập nhật cũng như chỉnh sửa tướng ở cả bản chính thức và máy chủ thử nghiệm. Qua các clip phiên bản mới của S, anh em phải công nhận điều đó rồi. S nghĩ rằng đó là điều tốt cho game, bởi đổi mới anh em mới có hứng thú để chơi, đặc biệt là với những anh em gắn bó lâu năm. Nhưng chính sự thay đổi đó lại khiến một số anh em chạnh lòng, như là búp khủng cho John, nhưng lại khiến Vio và Theo Nát khủng lòng người chơi. Thôi không sao, ta cứ đổi tướng để bề tướng của anh em ngày một tăng cũng không. Đừng quên rằng mùa 20 sắp tới ấy, rừng và vị trí cánh thay đổi hàng loạt. Lúc đó anh em sẽ phải lựa chọn thay đổi theo meta game nhá. Vậy thì các vị tướng nào hiện tại đã và đang thay đổi vị trí chơi này, thay đổi lối trang bị để phù hợp hơn với meta hiện tại, trở nên mạnh và lột xác hoàn toàn, quét tìm hiểu ngay trong clip này nhá. Anh em ơi, theo thống kê của S ấy, có 60% anh em xem clip xong nhưng lại quên like và đăng ký kênh. Các bạn nhấn like để ủng hộ S nhá. Siêu siêu hot anh em ơi, TNGshop.vn đang có chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn. Khi anh em mua một nick liên quân bất kỳ trên shop là anh em nhận ngay quân huy free vào tài khoản shop của mình lên tới 500 quân huy. Ngoài ra, shop mới ra thêm vòng quay siêu phẩm với tỷ lệ trúng 19.999 quân huy, cực kỳ cao. Không những thế, shop đang có sự kiện ưu đãi lớn dành tặng cho anh em nhà nhận quân huy free nè. Khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn suy nghĩ gì thêm? Truy cập ngay TNGshop.vn để trải nghiệm ngay nào. Thứ nhất, Kyurok. Để nói đi rừng giờ đúng là hội đấu sĩ đang khá vượt trội với năm máy tên nổi bật nhất như là Rubo, Aoi, Butter, Vered và cả Skirt. Và Kyurok không ngoại lệ đến đâu. Từ trước chúng ta quen với Kyurok đổ xe mini top, nhưng dần dần Kyurok đang mạnh nhất ở vai trò đi rừng. Anh nghĩ rằng cá đi đường ấy thì vẫn được, nhưng khả năng tăng tiến sức mạnh chậm quá, khả năng đào ganh không quá tốt như kiểu bọn Ali Zuka được. Điều phù hợp ở bên ta là chút cuối giúp loại bỏ và mi nhiễm toàn bộ hiệu ứng khống chế kiểu chút cuối phần lời hiện tại đó. Khắc chế rất mạnh với con bài khống chế khó chịu và đáng gờm nhà Vera, Chrissy, Idomir, Rodeon. Mấy con mà S làm video pháp sư khống chế hôm qua đó. Tức là khi ở Kyurok trong team ấy thì ta đã có một mũi khoan tương đối là trực diện, tấn công thẳng mặt bọn chủ lực. Chỉ cần team kết hợp với một vài con tướng câu để tầm xa như là Chrissy, Iggy và những vị tướng khống chế băng cắt kiểu nhà Prozuka thì đúng là chủ lực địch không có cửa gì để chơi. Hiện tại quay lối trang bị cho Kyurok là semi tank và thuần sát thương chính mạng. Mỗi cái lối lên trang bị ấy có ưu và nhược điểm khác nhau, nên anh em cần phải cân nhắc sao cho hợp lý nhất. Đi rừng anh em vẫn ưu tiên lên full dam và chí mạng, thế mà quất vừa farm nhanh, tốc đam tốt. Nhưng một số trường hợp ấy, kẻ địch mà căng quá thì phải xem chất tướng xem cần lên một đồ choi hoặc là một đồ thủ vật lý gì đó, tránh bị sốc nhé. Chúng ta sử hiệu ma tính hoặc là tinh linh, nâng mắc chiêu 2, cài máu thấp nhất, bổ trợ chứng trị, đi đường cầm tốc hành nhá. Với việc thay đổi trang bị và cả vị trí chơi, giúp Kyurok dễ gánh team hơn và ưa chuộng hơn, chứ đâu cần phải tăng giảm sức mạnh quá nhiều. Thứ hai, Tulen. Đây là một xu hướng từ mùa 18 và sang mùa 9 vẫn cực ngon, mở đường cho bọn đấu sĩ Vered xạ thủ nhà Elsu ra mid để tự ưu ra tranh hơn. Vậy thì đi mid có được không? Đứng nhà được nhé. Anh em chơi qua sẽ thấy áp lực ở dạng đầu khá ok đó, nhưng vị trí mid ấy giờ cạnh tranh quá, đi rừng giúp anh em để tăng tiến sức mạnh rất khủng khiếp. Chứ là phải công nhận khả năng farm nhanh là cơ động ổn, quan trọng nhất chính là cấu để ngon với cái nội tại lôi điện của mình. Đi rừng anh em dễ thích nội tại hơn đúng không? Tầm giữa game là Tulen đã có ánh hướng sát thương rất là khủng rồi, tầm này cùng team đi gank là quá đỉnh. Có thể kết hợp với hội cấu đỉa, ví dụ như Elsu, Joker hoặc là bọn trợ thủ hộ công kiểu bọn Batman này, Richter, Wonder, Showman lại cực kỳ ngon, giúp bạn có thể ép sân rất là tuyệt vời. Nếu team vẫn muốn thêm một pháp sư Dimit thì nên lựa chọn bọn khống chế khỏe kiểu như Rodeon, Idomir thì sẽ tối ưu hơn cho chiến thuật của team. Đương nhiên team mà nhiều phép ấy thì cái lối trang bị chúng ta khác một chút, như là ưu tiên triệu quân mang nè để có thể tránh kẻ địch lên đồ kháng phép phế cả bọn đất. Và không thể thiếu được đó các vị tướng đấu sĩ băng xả khỏe như bọn Vered, tạo tiền đề giúp anh em có thể bắt và dọn dẹp chiến trường. Anh em không thể đòi hỏi một Tulen đi rừng mà phải mở tranh và băng xả tranh được như kiểu bọn Skirt hay Lubo được. Nếu anh em thích cái lối chơi vào sau như kiểu bọn Aoi Butter ấy thì Tulen là sự lựa chọn rất thực tế cho anh em. Chúng ta sử hiệu thần quang, nâng 2 farm lẹ, sau đó nâng mắc 1. Các bạn có thể lựa chọn máu thấp nhất hoặc là phần trăm máu thấp nhất bổ trợ chứng trị nhé. Anh nghĩ rằng khi mà giải đấu tái mở ấy thì cơ hội để Tulen ra sân ở giải đấu chuyên nghiệp là rất cao nhé. Còn ở rank ư, anh em cứ vận dụng thoải mái. Thứ ba, Richter. Trước đây ta quen với Richter lên dam hoặc là semi thì mới khỏe, mới sốc chủ lực kẻ địch được. Còn giờ đi rank, một Richter chả cần gì nhiều dam, toàn đồ thủ hiệu ứng đủ kẻ địch hấp hối rồi. Nào là khi thất truyền giáp cái A cần đi đao truyền đủ áp lực lên toàn bộ kẻ địch. Đặc biệt là việc các game thủ chuyên nghiệp mang vị tướng này đi trợ thủ thì lối chơi Richter đi trợ thủ xuất hiện liên tục nhá. Từng một thời gian lại mất tăm vì bị giảm sức mạnh mà, nhưng hên quá có skin lại được tăng lại nên hiện tại rank là hot rồi. Vì Sumer toàn bị cấm nên anh em cầm Richter quá hợp lý nhá. Đào gank liên tục, áp lực liên tục và né chiêu tối ưu với chiêu hay. Bộ trang bị trâu thì khỏi nói rồi, đừng hỏi vì sao con tướng này đáng chơi cho anh em. Vừa phụ team mở tranh băng xả được, vừa hứng đam lại có thể gánh được team nếu xạ thủ quá phế. Điều này đã được chứng minh qua rất nhiều giải đấu chuyên nghiệp và rank xếp hạng rồi. Thế nên giờ đây ấy, việc anh em mang Richter đi trợ thủ là điều quá bình thường. Điều này minh chứng rõ ràng nhất cho việc
tại sao cần phải thay đổi để thích nghi ở meta? Chứ giờ anh em cầm Richter đi top đi, có được không? Chắc chắn là được rồi, nhưng hiệu quả không thể bằng được. Và chúng ta có hàng loạt hàng tá các vị tướng khác đi top ngon hơn và tuyệt vời hơn cơ mà. Sử dụng phù hiệu mộc giáp phải là du hiệp khi bạn đi trợ thủ nhé. Còn nếu bạn đi sâu đường ấy thì có thể vận dụng thêm đấu khí, không tệ đâu. Nâng mắc chiêu 1, cài máu thứ nhất, bổ trợ túc biến. Đừng lạm dụng bụi cỏ và kiếm đỏ nhé. Vì Richter thì cực kỳ đa năng rồi. Nếu chơi Richter mà chỉ biết núp bụi là quá khổ tin đấy. Hãy tận dụng các pha thủy kiếm kết hợp chiêu 2 để khống chế địch nè. Hay là các pha dạng kiếm vàng và vận dụng chiêu 2 để hồi phục máu cho bản thân. Và tận dụng cái miếng thương mà kiếm vàng đem đến. Nhớ tận dụng vị tướng Richter này, chắc chắn bạn đeo đánh dễ dàng hơn. Thứ tư, Scott, từ một vị tướng đấu xin lên full dam, thương hiệu một đấm chết luôn ở vị trí đường tà thần. Nhưng sau một thời gian bị Almeta thì Scott có một chỉnh sửa sức mạnh, lột xác hoàn toàn, tức là sát thương đổi theo dạng phép và chơi kiểu máu càng cao càng tốt. Tất nhiên là khi mới sửa xong ấy thì chúng ta tưởng là Scott thì phải lên phép, thành ra Scott bị ghẻ lạnh và coi đó là quả bom xịt cực to. Nhưng sau khi được chứng minh ở giải đấu, Scott full đồ thủ mới khỏe. Từ đó sức mạnh của Scott ở rank nè, Scott ở các giải đấu lan tỏa khắp nơi. Đương nhiên mạnh quá nên bị giảm thôi, giảm từ cái đội tại phần trăm máu quá khủng. Rồi giảm cả mục giáp khiến Scott mất khá khá máu. Nhưng tin tốt cho anh em là hiện tại Scott vẫn đi rừng ổn, với cái lối phun tanh đó vẫn bổ nhào cho anh tốt. Nhưng late game ấy sẽ không nhiều máu như trước đây. Nói vậy chứ 17-18.000 máu chả chuyện nhỏ thôi. Anh em đánh Scott ấy có thể tạo áp lực khép góc và kết thúc xạ thủ pháp sư kẻ địch ở tuyến sau thôi nhé. Không nên mất thời gian đi cò cưa bọn đấu sĩ tanker với kẻ địch. Và phải chú ý tránh bị thả diều tới vị tướng khó chịu bên địch, kiểu như là Ignis này, Hayate và rất nhiều con bài khác. Sẵn sàng đánh kiểu là đến sau và dọn dẹp tranh, chứ không nhất định các bạn phải mở tranh để ăn cả rổ đam cả, bởi vì cơ động của chúng ta cũng không phải là quá nhiều đâu. Sử dụng phù hiệu mộc giáp phải là ma tính. Nâng mắc chiêu 2, cài máu thứ nhất, nếu đi sâu đường tao thể cầm túc biến cho đột biến nhá. Nhiều anh em thích cầm Scott đi solo mà. Scott vẫn còn tương đối khỏe bởi khả năng gây xương không hề bị giảm đi. Vậy nên xạ thủ hoặc là các vị tướng có lượng máu không quá nhiều ấy thì vẫn cần phải hết sức cẩn thận với vị tướng này. Scott có bộ ý thức khá là tối ưu, như là chiêu 2 tăng tốc chạy nè, rồi chiêu 1 trúng mục tiêu thì được tăng đam nội tại và chiêu 2. Nhưng quan trọng nhất là chiêu 1 sẽ giúp anh em tăng tốc đánh, giúp anh em farm rừng lẹ hơn. Và đương nhiên không thể quên được là cái nội tại của chiêu cuối, giúp anh em dọn lính quái hồi phục quá ghê. Thứ 5, Guido. Trước đây ấy, Guido lên phép cực kỳ bị kỳ thị luôn, anh em chỉ muốn Guido lên tanh thôi. Nhưng phải đợi đến khi giải đấu chuyên nghiệp tiền thua chưa nhiều rồi, chứng minh sức mạnh rồi, thì từ đó Guido là xu thế, ai cũng ưa thích, không ngao ngán. Việc Guido hot phải kể đến các vị tướng cấu rỉa khó chịu lên ngôi. Anh em đi rank ấy cũng biết là sự kết hợp con bài này với đội hình cấu rỉa như Elsu, Lidiana, Vio, Kresi, Rath và rất là nhiều biến thể khác. Mấy cặp bài rỉa này ấy đủ khiến xạ thủ kẻ địch khó chơi và máu luôn ở tình trạng báo động, tiền đề cho team gank hoặc là tranh chấp mục tiêu quá dễ dàng. Hay quan trọng hơn là ép trụ dễ nè, thủ trụ lại không khó. Đương nhiên em thấy một số vấn đề bất cập, đó là đi rank ấy lâu lâu gặp mấy thanh niên Guido lên phép mà cứ ngao ngáo thích lao lên chiêu cuối và bốc hơi trong tích tắc. Trong khi các bạn lên phép ấy thì phải cấu để từ 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 xa với chiêu 2 và kê cho chủ lực là được rồi. Lên phép mà lao lên bật chiêu cuối tách tách để mở tranh thì đến ạ luôn, chẳng đồng đội nào thích điều đó đâu. Chỉ cần cấu để từ xa và đứng gần chủ lực, kẻ địch dám áp sát là khống chế ngay. Và chỉ nên sử dụng chiêu cuối lên khống chế khi kẻ địch đã tung xong toàn bộ ý thức. Chúng ta sử dụng thần quang nè, nâng mắc chiêu 2 và cài mắt nhất bổ trợ tốc biến. Và nên nhớ rằng chơi Guido ấy phải nhắm tốt chiêu 2 nhá, không nhắm tốt không sao cả, chúng ta có chiêu cuối để có thể kê cho chủ lực rồi, tích nội tại liên tục bằng cú đấm đánh thường và tận dụng để khống chế kẻ địch. Và đó là vị tướng năm ví dụ về thay đổi trang bị như là Guido, Kyros, Scott để mạnh hơn, hoặc là như Omen rồi Fedor cũng đang thay đổi dần về cái lối trang bị để hợp meta hơn cơ mà, và cả các vị trí được thay đổi để khỏe hơn, không ngờ đúng không? Anh em đã test và áp dụng chưa? Ngoài cái vị tướng này ấy, thì theo anh em còn các vị tướng nào thay đổi lối trang bị nè, thay đổi vị trí khác để trở nên mạnh hơn như là Mina lên top trước đây chẳng hạn? Hãy bình luận ngay nhé. Xin chào và hẹn lại anh em ở trong clip lần sau. Anh em thấy đó, tại sao cứ phải đợi nhà làm game họ sửa, họ tăng sức mạnh chúng ta mới có thể khiến các vị tướng đó được gia tăng thêm sức mạnh luôn nào? Hãy tạo ra cái lối chơi cho riêng mình đi nào, một cái bản sắc riêng của bạn. Nhưng em nghĩ rằng mấy kiểu như là Toro đi trợ thủ full dam lên chí mạng tốc đánh các kiểu thì chúng ta sẽ chỉ phù hợp với những trận đấu gọi là for fun một chút thôi. Chứ còn về đa dạng và đại chúng ấy thì hơi khó. Hay là Alice lên dam như là một vị tướng xạ thủ chẳng hạn. Em nghĩ rằng tùy từng trận đấu for fun của anh em. Vậy thì anh em đã tạo ra một cái lối chơi nào mới cho bản thân anh em? Và anh em cảm thấy rằng có thể áp dụng cho mọi trận đấu chưa? Bởi vì chúng ta có thể thay đổi cái lối chơi cơ mà, đúng nào? Có thể thay đổi lối chơi này, thay đổi vị trí này. Trước đây ở các mùa hay là các vị tướng mới mắt, các bạn đang nghĩ bao giờ đến các vị tướng hộ công
sẽ trở thành các vị tướng được nhiều anh em ưa thích chưa? Các Volcat, các Van Halen trợ thủ. Khi đó làm gì có chuyện là được anh em quá ưa chuộng đâu nào. Nhưng mà sau một cái thời gian ấy, khi nó đã chứng minh được sức mạnh thì đâu cần phải nhà làm game họ sửa đâu. Anh em sẽ tự làm ra tăng sức mạnh cho các vị tướng. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.